bánh nhá mình men bàn một bây giờ vây đột tây bị cả xong bị cả ao âm bị xâm nạ rồi bỏ bỏ cô nà tê bà nhà nâng cứ thả trâu bàn tam rồi dạ này cả xâm xâm hết này bà nhà ơi trăm trâu nâng ảnh ưu tiên hò đồ chìa nước khăn ông bà chữ bọn đi đại dương thật nước khăn ông khẩm nạt mình nụ có miền hai đầm bay ở bàn cả chìa mình nụ nâng nâng ấy hay có bàn say nếu không cầm nát mà nung nâng đôi chỉ bàn là du bàn sọc có phê bàn ra sầm bát ấy khla khla có sát từ miền hai miền bắc trái cướp cron đầm bay ở bàn nâng ấy nhé mình men chỉ riêng rồi bỏ nẹt na nẹt bằng cả làng thế sát tại chỉ hai chỉ bắc trái đại luôn dương cứ chỉ nẹt thành xăm nâng từng ở nâng nhân nhôm Phật Bồ Tát sắp lư cho bà thằng ở khnì tết ngày nay rồi có miền sầm lên rồi ạ rồi u lại giằng na tết sầm chui sẽ xếp ra phong bà thằng bà sân chia sầm lên mình cho bà ấy đánh đá prap bà nơi khnông và sốt bị ngày mà sầm mình nắng chỉ một hạ ôtara sốt cứ bà sốt đài xâm đài đào tê và đá hay nâng bà đồng miền đập hiệp và ăn xâm đài bà rụp chiều mùi nâng à dục chiều vật đài miền bà màn tích hay trời chờ riêng nòm chôl tờ rộng sẽ đầy sláp nâng ảnh hay có sát lốt ọt miền ở vầy chỉ tì bấng tê và đá bồ tha gọp bầy thơ bốn chỉ hai nòm mọc nơi sẽ đầy sọc ai bệ đạo miền đất phía bảo ông trung tra sâm đài tha có bay lẹ bằng nếu à mi sắc không lô lô cá mi sáng bạ chỉ hế sẵn tệ bị khao nâng chỉ cả này nôm rồi bảo bệ đạo miền đất phía cả bằng riêng to rồi bảo ông cứ mình chẳng ở dương được không vil vọt ở sang xa du to từ tiệt tê và bột chỉ mà chán á và ông này nôm ở dương rui phật trả tục chỉ Achiasrai hay là Bụt thể Achiasrai đó Achiasrai được bảo bảo bột cực cực bảo ông Nói trả đăng lãng khăn ông lô Mình được bảo bột chìa mà chả bảo mạc rù này dương khăn ông bạch bọn Sá-sá-na này tế cứ thả Bảo bột cực sầm mai ca Thằng bì ở tay tạ ra hô đỏ nà cột nâng cứ thả Trả đăng lãng khăn ông lô cứ nai nôm bảo chô sát lô tiền ơi rui phật trả tục cầm ơi bậc căn nếu khăn pan giật cả cầm ơi là ngày sân khâm ấy chỉ mùi rụp sầm lên khăn rụp hào thập bẹ nâng cứ thả và bốt chỉ ông mà chả cướp cướp vào ông thì cứ bạp nâng nè ấy dương che sầm nang lõ bàn chuộc sát sanh được bao vào ông là ngày vào ông chùm rôn hai chùm rôn tiệt chùm rôn hai chùm rôn tiệt nè na đa tam phlâu vào ông có bạn rủi phật trả tục tư nhận ra mình đà tam pleasure bà ăn thế có bà ăn mình từ đây bắt tu mình từ cho ngạc khiết ấy chỉ mùi bà cô nâng đài chẳng hết đến cứ bà ăn mình bán chỉ ăn tôi chất tục tu mà nô chỉ mùi nâng nhận ra nhận đây ấy tầng o tiền nè nhận ra bà để bát tam có bà để bát tới mình bán bà để bát tế có tơ ta mà chia sai được bỏ sập sạt chẳng tơ nâng chẳng chẳng miền này thà nè đá chẳng đâu không phúc của nơi tới ấy nè đá chẳng chênh trả phúc có sắp tam và ổn trời ấy vừa thà chẳng đâu không phúc và to tiết đời khơi à đi xong dạng đi dạng nốt nâng có thể tam tâm na từ và bột sạch sạch ạc miền hàm khô ạc miền sọc bơm ạc miền chọn ạc khiết chọn cổng nôm ấy chỉ mùi bộ côn nâng tê nâu tư thêm tiền prap phlâu thả nơi nông lục này vừa hai ấy bàn phò ấy vừa hai ấy bàn phò ấy nâng cứ thả và ông xâm đại hai prap thằng ơ tại bầm nông rồi bà bột cực cực và ông cứ chọn nòm dưỡng ở rùi phót trả tục nâng ấy nè chẳng cứ nhận nhau một bò đi sát thằng ơ sẽ đạp nơi bà sô chia bàn to từ tiết
ឈ្មោះថាអនាថបណ្ឌិកសោតិ10ហ្នឹងឯងហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទធ្លាប់បានស្ដាប់ហើយអនាថបណ្ឌិកសោតហ្នឹងគឺចង់ម្ដែងពីរឿងអនាថបណ្ឌិកដែលនៅក្នុងបិដកលេខ28 កន្លងទៅហ្នឹងគឺមានអនាថបណ្ឌិកាវេទសោតហ្នឹងគឺព្រះសិរីបុត្រប្រទានឱវាទដល់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីមុនលោកសេដ្ឋីអនិច្ចកម្មហ្នឹង ហើយក៏លោកសិទ្ធិបានបដិសន្ធិនៅនាឋានតសទេវលោកក្នុងវេលារាត្រីហ្នឹងបានចូលមកគាល់ព្រះរមៀនវិភីហើយពោលសរសើរវត្តចេតពុនហើយនិងសរសើរគុណរបស់ព្រះសិរីបុត្រហើយសរសើរអំពីអរិយមគ្គដែលអង្គ8ហោហែដោយច្រើនទៀតហើយបានទៅកាន់ទេវលោកវិញទៅនឹង នឹងក៏ពុទ្ធបរិស័ទធ្លាប់បានស្ដាប់ហើយប៉ុន្តែស្ដាប់ម្ដងទៀតចឹងទៅតែខ្ញុំក៏ដឹងខ្ញុំបាទមិនអធិប្បាយអីវែងឆ្ងាយទេគ្រាន់តែអានជូនម្ដងទៀតព្រោះនៅក្នុងទេវតាសង្យុត្តនេះគឺមានអនាថបណ្ឌិកសោតចឹងណានឹងឯងគឺអនាថបណ្ឌិកទេវបុត្រនឹងតទៅពីបានអនិច្ចកម្មអស់អាយុជីវិតពីមនុស្សលោកនេះទៅបដិសន្ធិនៅនាឋានទេវលោកភ្លាមមិននៅ សោយសុកអីនៅទេវលោកអីភ្លាមភ្លាមអីទេប្រញាប់ចុះមកគាល់ព្រះដ៏មានប្រភិនឹងរាត្រីនឹងតែម្ដងទៀតអស្ចារ្យទៀតណានឹងឯងលោកទេវបុត្រនោះឋិតនៅក្នុងទី 39ហើយក៏ពោលនៅប្រគាថានេះក្នុងសំណាក់នៃព្រះដ៏មានប្រភិដូច្នេះថាអិតាំងហេតាំងចេតវណ្ណំអិសិសង្ខនិវេសិតាំង อาวุตังทวมเมเรเจเนปัยเตสัญจเนนังเมเมกัมมังวิชีจะทวมโมจะไสลังชีวิตะมุตตะมังเอเตเนมัจจาสัจจันเตนะนั่นคือปะไลอ่านคายปะนังเตให้ทางปรายวิ่ง วัดเจตปุณณิชีวัดมีประโยชน์ได้ปู่ไอ้ใส่คือภิกขุสังฆ์คงនៅមិនដាច់ជីវត្តដែលព្រះសម្ពុទ្ធជាធម្មរាជាទ្រង់គង់នៅជាទីញាំងបៃតេឲ្យកើតឡើងដល់ខ្ញុំព្រះអង្គ សត្វទាំងឡាយរមែងបរិសុទ្ធដោយអត្ថង្គីកមៈនេះ គឺកម្មបានដល់មគ្គជេតនាវិជ្ជាបានដល់សម្មាទិដ្ឋិនិងសម្មាសង្កប្បៈធម្មៈបានដល់សម្មាវាយាមៈសម្មាសតិសម្មាសមាធិសីលៈបានដល់សម្មាវាចាសម្មាកម្មន្តៈនិងសម្មាអាជីវៈឈ្មោះថាជីវិតដ៏ដំមិនមែនបរិសុទ្ធដោយគោត មិនមែនបរិសុទ្ធដោយទ្រព្យទេព្រោះហេតុនោះឯងបរោះជាបណ្ឌិតកាលបើឃើញច្បាស់នៅប្រយោជន៍របស់ខ្លួនគួរតែពិចារណានៅធម៌ដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញារមែងបរិសុទ្ធក្នុងអរិយមគ្គនោះយ៉ាងនេះឯងព្រះសិរីបុត្រទើបជាបុគ្គលប្រសើរដោយបញ្ញាផងដោយសិលផងដោយការស្ងប់រម្ងាប់ផងភិក្ខុ ដែលប្រសើរដោយគុណធម៌ប៉ុណ្ណេះទើបគូជាអ្នកដល់នៅព្រះនិព្វាននឹងគឺអនាថបណ្ឌិកទេវបុត្របានចូលគាល់ព្រះដ៏មានឫទ្ធិហើយពោលនៅវគាថាសរសើរវត្តចេតពុនដែលថាមានភិក្ខុសង្ឃគង់នៅមិនដាច់ហើយសាមពី ណារយមៈប្រកបដោយអង្គ8នៃសរុបជាពាក្យថាជាកម្មមគ្គជេតនាធម្មៈហើយនឹងសីលៈអីចឹងទៅគឺសរុបរួមទៅគឺនៅក្នុងអដ្ឋង្គីកមៈប្រកបដោយអង្គ8ប្រការនឹងឯងទាំងទៅណាហើយអ្វីដែលពិសេសហ្នឹងគឺថា ឈ្មោះថាជីវិតដ៏ដំមិនមែនបរិសុទ្ធដោយគោតមិនមែនបរិសុទ្ធដោយទ្រព្យទេហ្នឹងហើយ
pro hạt nô bỏ ra chia bẩn đất cao và khơi nơi bởi giao cho bọc luôn cô tại bị chà rạng nà nâu thô đòi ở bái nơi bà nhà rồi mấy bò thì xót đòi ở đây giả mẹ nô giang đi ai nâng chìa sẽ cái đây khlâm xa mũi được nhầm cả nàng nhầm bát chạm ở rõm đài nà thạ bần đi cả tế bọt lục lược làng thà chì vật đỏ đàm hay bò thì xót nâng mẹn bò thì xót pro niềm chmô rì gò thà bò thì xót pro miền trọp chả ơn ấy nâng tê nà nà thạ bần đi cả xài thay nâng lục xa xa thà chì vật đại bò thì xót nâng cứ thà bò thì xót đài ở thang kì gặp mẹ thì vật đài bò đi sọt nó cứ bò đi sọt đài ở thang kia của mẹ bà gọp đài ông bầm bay bà ca nâng nâng lục sẽ thay lục sẽ nẹ miền trọp miền xâm bát chả ra hốt lục bàn tư nữ khả nông thàn tê bà lục nâng có ạc miền xâm đào vô trọp vô xâm bát ấy chỉ thông ấy ná nâng ấy cứ nếu ta trở xa bà thô ở đây là cái nế rương chỉ vật đại ốc cha thay thân nâu nó cứ thất được khả năng thô đại chìa cầu xa là ngay cầu xa là thô nâng cứ ban đó xa má thật thê xa má sang cặp bạ chìa đàm nâng ngay đại chi chỉ vật đọt đọm chẳng bột bò đi sát dương tự ốc nếu có bây bị chàn là khơi như thế bà dương trong ban chỉ vật mùi đọt đọm chìa chỉ vật đọt bà xa đó dương không ai cất thà từ thưa giờ mấy ấy đôi nhà ni đôi nhà nô tao ở miền vô xạ tao ở miền bò đi qua tao ở miền liêm miền vô miền trọp miền sầm bát miền chmô phì rô đôi nhà na đôi nhà nay tớ chỉ vật dơ ngọn đông ngọn đam thay thâu ấy nô nâng đài mà hai chôn nông lô mà nô nông lô tay để ai tầm lai thành chân là thưa mấy ở bàn bộ mộc và sao đồng làm nó cứ về thân nó lơ ở đường cái phần mồm mồm nó trở thành bát ấy ấy nè các vấn đề bề sự mà sam put cái đây bề phải chơi cái put cái đây bề là hoàn từng lại cái đây là hốt đó đây là bọc cơ đôi chiên à thà bệnh cả sẽ thấy ban và cả hai cứ thả chỉ vật ở bò đi sốt nước mềm bò đi sốt pro trop pro niêm đường cốt nè ngay chỉ vật ở bò đi sốt nó cứ bò đi sốt ban pro tai ở đây mẹ nâng ấy, pro tai ở đây giờ mẹ, nên chẳng xua thả ở đây giờ mẹ để nói bò để sót ứng giảng mạch, nãy con là put bò để sát miên, bảnh nhà yul khơi trư, pe để put bò để sát dương miên bảnh nhà yul khơi trư, anh đang cứ chua thả chi chỉ vật đỏ đam ấy, chi bị tạm một tấm mang chi chỉ vật đỏ đam ấy, nâng, con để miên bảnh nhà yul khơi trư, lấy con ta chỉ, nâng ấy. Cảm mạc sạc cả ta sạc mạc thật thệ sạc mạc thật thệ đài chưa cảm nâng phòl chân thầy cho ủ tiêu ra chưa cảm nâng phòl mình toàn ở dây ấy tự đoàn vipassana sạc mạc thật thệ tê trầm thầy thả cảm mạc sạc cả ta sạc mạc thật thệ bởi sạc mạc thật thệ bài chìa bì phần ấy chứ mỗi cứ cảm mạc sạc cả ta sạc mạc thật thệ cứ bằng nhá để khơi nâu cảm sát lục từng lai từng phuông miền cam chia được bọc luôn prop rất từ tam cam mà nó chia sám từ thể mùi hay đó từ vipassana sám từ thể nó cứ thả khơi nơi sự phê vẹn lệ khẩn nã được bao rupa thôn niệm mà thô nó cứ chia vipassana sám từ thể nâng à chẳng vipassana sám từ thể nó cài lệ nha ở toàn lực dọc một này dây trăm mà thả cam mát sắc ta sám từ thể còn tại put body đi sát ở lục từng ở chưa cam từng phal nâng ấy chưa thả sang hạt ấy ban phal nâng sang hạt ấy ban phal nâng thưa là ó ban phal là ó thưa là cọ ban phal là cọ nâng và nâng nâng chỉ vật dương đông đầm á là dương chứa thì dương chưa che hay dương yul khơi chẳng mình trầm được chưa hay yul khơi chứ ba thả ca để thưa một bữa cọ nâng cứ ban phal là cọ bật bọc cọt hay nâng ấy đôi chìa ca sầm lạp ca lùi ca và bật khó khăn ông cam bồn bìa của họ ấy ní vì sao ta chỉ bánh chạy về riêng để nó mỏi miến nơi xì đầy tốc khăn ông anh à cột về anh chẳng ai to thật mục tiệt cái này nâng đại thả chia sầm mà thật thể
ពុទ្ធបរិស័ទនឹងមានសមាធិធិជាកម្មនឹងផលហើយមានការខ្លាចបាបខ្មាស់បាប្រការជាកម្មនឹងផលប៉ុណ្ណឹងជីវិតនឹងអត់ដំទេហើយបើសិនជាអត់មានការជាកម្មនឹងផលជីវិតអត់មានអត់ដំទេជីវិតនឹងថោកទាបខ្លាំងហើយណោជាធោះថោកទាបខ្លាំងទៀតកាលណាបើអត់មានការជាកម្មនឹងផលណា អញ្ចឹងសំណាងដែរពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នាដែលមានការជឿកម្មនឹងផលឲ្យច្បាស់លាស់ការដែលមានការជឿកម្មនឹងផលច្បាស់លាស់ហើយគឺបាននៅជីវិតដ៏អត់ដងអត់ដល់មួយហើយយើងចង់រស់នៅក្នុងសភាពជីវិតដែលថោកទាបធ្វើអីហើយជីវិតយើងបើទោះបីជាថាក្រីក្រត្រូវសម្បត្តិហ្នឹងហើយក្រីក្រកិត្តិយសក្រីក្រលាភសក្ការៈក្រីក្រស្អីស្អីក៏ក្រីក្រទៅ ប៉ុន្តែកុំឲ្យក្រីក្រគុណធម៌ហ្នឹងក្រអីក៏ក្រទៅប៉ុន្តែកុំឲ្យក្រគុណធម៌ក្រសេចក្តីល្អហ្នឹងឃើញទេក្រអីក៏ក្រចុះឧទាហរណ៍ថាយើងក្រលាភក្រសក្ការៈក្រស្អីមកចប់ប៉ុន្តែកុំឲ្យក្របុណ្យនេះកុំឲ្យក្រសមាធិធិនេះកុំឲ្យក្រឲ្យសោះឲ្យមានសមាធិធិឲ្យច្រើនជានិច្ចកាលអញ្ចឹងទៅ ព្រោះបើសិនជាយើងប្រាសចាកសមាធិតែបន្តិចយើងចូលកាន់មិឆាតិគឺការយល់ឃើញខុសអាហ្នឹងយើងក៏ធ្វើខុសកាលណាយល់ខុសធ្វើខុសយល់ត្រូវធ្វើត្រូវជីវិតយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងតែអ្វីៗធ្វើតាមការយល់ឃើញហ្នឹងហើយគិតត្រូវធ្វើត្រូវគិតខុសធ្វើខុសហើយតែកាលណាគិតត្រូវបានសុខគិតត្រូវធ្វើត្រូវបានសុខគិតខុសធ្វើខុសបានទុក អានឹងជីវិតដំណើរជីវិតរបស់យើងកន្លងមកគឺប៉ុណ្្នឹងទេពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នាបានសក់បានទុកហ្នឹងក៏ព្រោះតែដំណើរពីអតីតៈរបស់យើងនឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះទៅតាមកម្រិតនៃការស្វែងយល់របស់យើងហ្នឹងហើយចេះសំណាងល្អដែលយើងចេះធ្វើត្រូវត្រូវបានជាបានកើតជាមនុស្សរហូតដល់សព្វថ្ងៃហ្នឹងដោយសារតែការធ្វើត្រូវរបស់យើងហ្នឹងបើសិនជាកាលនោះយើងធ្វើខុស ខុសផ្លូវយើងបានពេលនេះយើងជាមនុស្សអីទេណាហ្នឹងហើយយើងជាមនុស្សនេះកំពុងតែមានលៀបហើយពុទ្ធបរិស័ទខ្លះកំពុងតែត្អូញត្អែរហេតុអីបានជាពិបាកម្ល៉េះពិបាកណាស់ហ្នឹងហើយកំពុងតែនៅជាមនុស្សពិបាកណាស់ក្រនេថាយើងគិតមើលក៏ថាសម័យដែលមានរោគកូវីដកូរ៉ូណាហ្នឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះការជួបជុំគ្នាក៏ពិបាក ទៅវត្តទៅអារាមអីក៏ពិបាកអីអីប៉ុណ្ណឹងក៏យើងគិតថាពិបាកប៉ុណ្ណឹងទៀតហើយបើប្រៀបជាមួយនឹងសេរីទុកនៅក្នុងអបាយភូមិប្រែតនរកអីអីនោះទៅប្រៀបឲ្យមិនបានទៅណាយើងពិបាកព្រោះតែមិនសូវបានលៀបបានសក្ការៈបានទ្រព្យបានសម្បត្តិមានកិច្ចការងាររឺក៏ដោយសេរីអីសប្បាយហឺហាដូចមុនមិនប៉ុន្តែយើងអត់មាននៅក្នុងភ្លើងឆេះដូចនរកទេយើងកំពុងតែនៅដោយសេរីភាព ករណថាវិការធោអាប់សុកអីអីចេះចុះចឹងទៅហ្នឹងឯងប៉ណ្ណឹងទេតាតែដល់ទៅសេចក្តីទុកនៅក្នុងអបាយភូមិមកណាក្រៃលែងជាងហ្នឹងអាហ្នឹងបើនៅក្នុងឋានរកហើយបើនៅក្នុងកំណើតប្រែតឃ្លាននោះមហាសែនឃ្លានហើយបើនៅក្នុងកំណើតទេរឆានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្លាប់បានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហើយណាខ្លះនៅក្នុងទ្រុងខ្លះនៅក្នុងចំណងទៀតចងមាត់ចងដៃចងជើងចងសពចងគ្រប់ ខ្លួនឯងអត់មានសេរីភាពទេខ្លួនទាំងមូលគេធ្វើយកជាចំណីហើយត្រូវសម្លាប់ត្រូវកាប់ត្រូវចាក់ត្រូវស្អីស្អីនឹងអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីបានរស់ផងហើយណែហ្នឹងហើយហើយយើងបានជាមនុស្សឥឡូវហ្នឹងប៉ណ្ណឹងចាត់ទុកថាជាលៀបរបស់យើងសម្បាមណាស់ហ្នឹងដោយគុណនៃសម្មាទិដ្ឋិកន្លងមកដោយសារកម្មសក្កតាសម្មាទិដ្ឋិនេះដែលបណ្ដាលឲ្យផលយើងបានកើតជាមនុស្សហូហែហ្នឹង ហើយបើសិនជាអត់មានកម្មសក្កតាសម្មាទិដ្ឋិនឹងទេធ្វើបាបតាមចិត្តធ្វើបាបតាមចង់ធ្វើបាបតាមទំនើងចិត្តម្ល៉េះហើយវាអត់អាចបានកំណត់មនុស្សនេះទេណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងកុំសម្លឹងឃើញអ្វីដែលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងថាវាតលតើហឺហាហឹកហែវាតលតែសប្បាយវាតលតែមាននេះមាននោះតាមអ្វីដែលយើងចង់បានទើបជាជីវិតប្រសើរជីវិតប្រសើរវាអត់មាននៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងសោះឃើញទេ ជីវិតប្រសើរនោះវាអត់មាននៅត្រង់កន្លែងបានលៀបបានយុះបានសក្ការៈឬក៏ថាបានទ្រព្យបានសម្បត្តិអីនឹងទេហ្នឹងហើយជីវិតប្រសើរអត់មាននៅកន្លែងហ្នឹងទេជីវិតដ៏ប្រសើរ
chia chỉ vật đại bạc cọp đại bàn nhà lần ấy chia chỉ vật đại bạc cọp đại bàn nhà sẽ mà tập thể này anh chia chỉ vật đo bờ xa nè chỉ vật đo bờ xa bột bò đi sát dương trời chia cho bạc lại nâng chẳng tới bạn đăng thả xong bay non cả lạ tê xạ khóa dương khóa này khóa nốt có khóa tới bằng tay dương cũng ai khóa sẽ mà tập thể cũng ai khóa bàn nhà hay sự ma tự thể năng lập chấp đam tăng âm pi sự ma tự thể chưa cam phật rồi hốt đó sự ma tự thể khởi như lục bát thô nên mà thô khởi trai lệ thô nên chưa sự ma tự thể là o trai lệ chiên khởi cam phật tự tiệt tập bốn con này dừng khởi cam phật lên á khởi như thế dừng thôi cam ấy bàn tự tu cam nâng nâng ấy bàn tự tu phật nâng thôi ấy tự tu nâng thôi ấy tự tu nâng về miền dương nhẹ tự tu là bản năng có chặt chưa sự ma tự thể mùi đá hà thà cam má sa cả tá sự ma tự thể nên chẳng hãy đo tới vipassana samadhi nâng cài lên chiêng nâng ấy tiền ắt miên khơi khôn ai nhẹ sang cam ắt miên khơi nhẹ đất tây nhẹ sang cam mệt cứ khơi trầm tới chết chê tới sắc chê tận ná bẩn nó đái pro prật tử đây nè cài lên chiêng kết hạ cam chỉ là bọc khôn khôn để thôi cam cam ỏi pha mà lược khôn nâng chấm hiền tì mùi là chấm hiền tì pì đấy chứ vipassana samadhi thế cứ thả ắt miên khơi khôn ai nhận phơi cam bây giờ tây tá hai còn miên khơi ba triệu bòn đi khôn ai gồm bông tây từ tua phò bọc cam đài say nhận phơi có lò mỏ cứ niệm mật thô bây giờ tây tá ru mật thô niệm mật thô ba triệu bòn từ tua phò cầm rái nấu ẩm bơ đái niệm mật thô bây giờ tây tá bàn sáng hai ba triệu bòn từ tua hãy niệm mật thô rupa tho atayta kanlong phot to hai men sat men bokol pachaban kompong tae tutul ni ko men sat bokol kư tram tae chea rup hai nang niem hay ne ni ai dai chea vipassana samatathe vipassana samatathe ni krai leng na krai leng na put bodhisat chol dal vipassana samatathe ni kư tha thveu ao chivit nang rung rat tae dong adom hay tien đã chia ba sáu ba sĩ ca nâng ngày chia ba bảy chết vì khổ xa mà nê nâng lục miền vì ba sơn na sơn ma tự thệ vì cha đa rơi rơi chẳng thấy cứ thả miền chỉ vật môi đỏ đầm đời chỉ vật đỏ đầm nâng mình men pro liệp pro yo pro tro pro ai ai tổng oh cứ chỉ vật đỏ đầm nâng pro tại miền nơi sơn ma tự thệ này chẳng dừng rồ khơi như thế đầm lại đây anh ta thả bần đi cả tê và bọt lộ bằng chạy nó không ăn tình này nâng tha chỉ vật đỏ đom chỉ vật và xa nâng mình men pro tài trọp mình men pro tài cô tê cô nâng cư thật cô rư gọi chmô hay dẫn á ná cô tình niêm nâng niêm chmô ấy ấy chẳng thấy men chỉ vật bò đi xót và xa pro cô pro trọp ấy nâng tê tái pro ở đây mẹ anh này sao chẳng cầm ao dưng mơ rùm lớn á à vây đại chia cổ sao là thô à vây đại chia ẩm bơ là o đại dương cầm bông ta bỏ bớt cầm bông để phơi nắng nắng ảnh đại chia hai nay sẽ đầy sọc bật bật tôi từ vinh bà miên để cô niêm mô là o miên trò sầm bát tràn tài phơi ẩm bơ ba sang ẩm bơ ba á miên chỉ vật đọt đam ở bên na chỉ vật đang thao tiếp á pro cổng bông tể rô nâu lơ chỉ vật mùi nâng rô nâu khăn chỉ vật nâng vận tái pra chỉ vật mùi nâng đầm bay ban nơi sẽ đầy tốc khăn ngả nà cốt miên ấy bà xá miên ấy ốc chá nhật nhôm ốc lô bì chà rà nà mơ tiền nè đừng bà ban nâu chỉ vật mùi vận tái chỉ vật nốt cứ chia chỉ vật ạc rõ chỉ vật đây chỉ hai nôm ai nhận đầu tay ca tốc đời xa đây chỉ vật luôn nàng ấy chỉ vật khuôn bàn rô vấn đề thôi ai chỉ vật ở tây slap đổi tràn đầm bay chỉ vật khuôn đi bàn rô bàn liệp bàn sakara vấn đề thôi ai nét ở tây biển nia bạt băng dạng này dạng nô dạng này dạng nô dạng tây anh đang suy tha chỉ vật đang ọt đam cái này na ọt miên ọt đam ấy thế na ọt miên ọt đam ấy thế cứ chỉ vật thao tiếp bẩm phật na anh chăng ạ anh chăng put bò thì sát đài cổng bông thầy rô nơi khăn ông chi về phía bạp na cây cro tốc lũng bạ tao cũng dạ dàng na dàng này gọi đói bần tái dương miên chỉ vượt mỗi bò thì xót pro mình biệt biệt nhẹ đột tẩy
ấy nè chỉ vật dương bò thì sót pro mình biết biên nè na nè này tầng o nâng này cái nét bò thì sót pro dương mình biết biên kế pro dương miên ở đây giờ mẹ pro dương miên ca và prata tam ong mẹ tang phẩm bay miên sa ma thật thể chia hàng đa âm nâng cứ chỉ vật nâng là o mong tiền ọt miên trăm bạch đô nâu đời trăm bạch biết biên là đa tê xôm ao nè đợt tây nâng bàn khá đây sọc đây chùm ra anh tới cho thêm tiền đo nữ thêm tiền đo nữ xì đây sọc ai tổ kê tổ tiết khá ban để xa sân nâng ngày khá ban phư tiên nâng ngày ban bò để chạ chim ban ấy ấy tổ tiết bột bò để sạt dương mùi chùm nuôn thông nâng nâng ngày khá ban bò để chạ chim khá ban phư ấy ấy để chia phải giao đo bột xa sna đo công chiết bay ban phải giao đo và chia bò ro từng mu chân từ tiệt từ nó cứ tha chỉ vật nó ngọt đong ngọt đom nè nếu bây đến ao này đã tới bàn sóc đời xa luôn phong nâng ạ nâng ạ hai bữa tham mình ban chạy tiền ban chạy ấy tới có rô nơi khăn ông sơ rồi bọc luôn chạy thì đây sóc tam là dạ sơ lời ca mình biệt biên nâng chân tới cứ rất là ọc trà từ tiệt hai nâng ạ mình on thì ná mình thả chỉ vật đọt đám nó về to là thà chỉ làn tụm nơ ở cái khơi bàn một tham miên chỉ vật đọt đám chỉ vật đọt đám nó về to là thà dương nâng chai lôi chụp chẹt ấy sầm ba hôm na mơ tơ về hư ha hực hẹ sầm ba hôm na bàn chỉ vật đọt đám chỉ vật thay thâu chỉ vật plư thá với ở miên đâu cả lại nâng sợ nhưng ta đâng cả lại nâng cái tiền chỉ vật đọt đám về miên thật đâu cả lơ cả lại nâng thế hai bữa thằng lục nẹt na để miên trọt miên sầm bát ở cái miên tới miên cứ là o hai cái bòn bọc kê vấn đề trọt đăng tha viêm miên ột đom pro hà miên đăng tê tại ột đom pro ca pro prết mình tha nẹt miên mình tha nẹt cro tê ban nơi chỉ vật độ đom pro chỉ vật nâng bọc cọp đại thô nè ngay thô rập tăng âm pi tiên sơn sầm a thị pà nhà chẳng tới cứ chia chỉ vật độ đom để put body sát dưỡng ọt chạm bay từ sông pi nè na nè đây tầng ọ cái đấy chứng put body sát ai sang chỉ vật đồ đom nông tự bán hay put chia mình chắc và ăn trong tra sạch xa chỉ vật bạc nâng nè nâng này nè chân ba là nà thạp bần đi cả sẽ thay nâng lục sạch xa đến chỉ vật đồ đom nâng cứ thà chia chỉ vật mùi đài bạc cọp tự đào nè mẹ cái chế tận na có đại vị chia có đại thom mẹ có đại sơn chẳng từ nâng chia chỉ vật đỏ đầm chẳng không và sâu nâng xem và cả đại xem ba mình ban a thị bài từ tràn từ tiệt tế còn là thà thọ ban pool hai về đại anatha bần đi cả thì bột pool nơi bậc kiệt hà nâng chấp có ban bát tẹt sơn và ăn hai cái tập can tê và lục quỳnh từ hay có bệ tử miền phía và ông ban bị chôm bị khổ sáng sầm đài nơi rừng rào để và ông ban chua và na thà bần đi cả tế bột bị dục nâng thì này có sầm đài xa lang bình mà đong tiệt nè